Đầu tiên xin chào tất cả các anh bạn thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 12 con câu nha anh em. 12 cây câu này là 12 cây câu rồi địa Nhật, sắp tay từ Nhật về. Thì sẽ có 11 cây cắm gốc và một cây cần một khúc. Thì hàng này chiên anh em đánh sinh di biển, lua biển, đánh bạo lực. Đây, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một trong clip nên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất là em lên cho mọi người là một cây cần carbon. Sẵn găng guốc luôn nha mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng. Thì cái này em lấy từ thị trường nội địa Nhật về nhá. Đó. Không thấy nó để thông số hết. Fan là fan Fuji. Đó, fan Fuji 40 luôn. Cả fan trên đây là fan 5. Bu là bu Fuji Sit. Chống sắn. Carbon sắn là sắn găng guốc luôn. Đây, phần chỉ này thì anh em yên tâm nha, đánh vô tư nha. Chỉ nguyên zin của nó luôn, bạc màu, em chưa đi lại luôn nè. Rất là chắc nha mọi người. Đây, chốc miếng sơn tí. Bát Fuji tam hoàng, cần một khúc, cần biển. Chị cho anh em đến câu dít. Cái này tải mồi ra chầm khoảng 60 gram. Dít thoải mái, đọt khá cứng nha mọi người. Thì cái này già nặng là 150 gram. Đọt là 2.8 ly. Dài là 1.7 m nha mọi người. Nặng 120 gram, đọt 1.8 ly, dài 1.7 m, đọt 2.8 l nha, 2.8 l, đọt 2.8 l, đánh dứt là thoải mái luôn nhanh nè. Rồi, cây thứ nhất em để bên em với giá là 1.000.000 cộng ship nha. Tiếp theo sẽ lên cho mọi người là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần Ryobi. Đọt là đọt sở lý tinh, đọt đặc. Chia cho nên đánh bạo lực. Cây này dài 2.1 m nha mọi người, dài 2.1 m. Bát là bát Fuji tam hoàng. Fan là fan Fuji lá. Fan còn rất là mới nha nè. Ngoại hình còn ok. Fan lá nha mọi người. Thì cây này thì keo nó hơi bị quằn quằn tí đây nè. Keo bị rằn dưới nha, nó bị rổ nắng. Nhưng mà còn rất là chắc nha nè. Yên tâm, còn rất là chắc luôn. Nó bao với anh em luôn. Có fan nào nhúc nhích thì báo em nhận lại. Thì cây này dài 2.1 m, hàng cắm gốc, hàng chia cho anh em đánh bạo lực. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 nha mọi người. Ra tầm khoảng 80-100. Nặng là 380 gram. Đó, nặng là 380 gram, dài 2.1 m, đọt là 2.6 l. Hàng Ryobi cắm rốc, chia anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, đánh bạo lực. Đây, cây số 2. Cây số 2 em lên với mình một giá là 1.4 triệu cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây hàng nội địa. Đó, cây này ngoại hình cực kỳ đẹp cho anh em. Cây này chiên cho anh em đánh trên tàu nha, đánh trên tàu, trên bè. Đánh bạo lực. Fan là fan Fuji Sit trắng đen. Đó, nội địa nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Fuji Sit trắng đen. Fan lá. Rất là đẹp nha mọi người. Cây này được sơn vàng kim tuyến chói ló luôn á, cực kỳ đẹp nha. Cây số 3, hàng nội địa, hàng cắm gốc, góc gặn luôn. Bát là bát Fuji tam hoàng. Fan là fan Fuji Sit lá. Thì cái này chia cho anh em đánh bạo lực, đánh trên ghe, trên tàu. Đó, săn hàng. Thì cây số 3 này nặng là 280 gram, dài là 1.9 m, đọt là 2.8 l nha mọi người. Đọt là 2.8 l. Cái này cứng nó ra tầm khoảng, nó cứng đều vô trong luôn, ra tầm khoảng 80. Này càng vô trong nó càng cứng nha mọi người. Càng đẹp khỏi mà chê. Đó, chia cho anh em sưu tầm nữa. Thì giá công khai cây số 3 giá là 2.000.000 nha mọi người. Tiếp theo sẽ cây số 4.
Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây Pot Roll. À, cây này dài 2m1. Đây, gốc nó bị con mèo nhà em nó vào nè, nó chóc tiếng nha nè. Sằng sằng miếng bắp tí về anh em chịu khó bọc cái màn bo lại. Thì cái này là cây Pot Roll dài 2m7, tải mồi từ 30 đến 90 g. Đó, luôn nha anh em. Thì cái này nó có độ cong nhất định, nó chia cho anh em luôn mồi, tạo cái action trong mồi. Đó. Tải dây bia từ dây bia số 1 đến bia số 3. À, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Thì cây Pot Roll nội địa Nhật nha mọi người. Đó, cây này dài 2m1. Phen là phen Fuji lỗi xám. Fuji 40. Bát là bát Fuji tam vàng. Còn cực kỳ đẹp nha. Soi chỉ cho anh em. Chỉ còn cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Hàng nguyên zin nha. Phen Fuji lỗi xám nhìn cực kỳ đẹp luôn. À, bô là bô Fuji xít chống sắn. Đây nè. Đây nè, nó có cái độ cong nhất định tạo action cho mồi. Đây, thông số tai mồi này đây. Đó, tai mồi này là cực kỳ cứng này. Đó. Đây, nó có độ cong nhất định nha anh em, tạo cái độ vũ cho mồi. Hàng chiên anh em đánh xin gì biển. Đó. Thì cây số 4 này là nặng là 320 g, dài là 2m1, đọt là 2.8 ly. Đó. Giá công khai cây này là 1.4 triệu nha anh em. Đó, cây số 4 giá 1.4 triệu cộng ship. Phen ok nha anh em. Tiếp thêm ra cho mọi người là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là cây Hot Test. Đó. Cây này là một cây hàng nội địa Nhật nha mọi người. Bát là bát Fuji tam vàng, chất liệu là chất liệu carbon, hàng cắm gốc, hàng cho anh em đánh di biển. Phen là phen Fuji cánh bóm, lỗi xít. Đây nè, phen cực kỳ ngầu nha. Đó. Ngoại hình thì xuất sắc thời gian nha mọi người. Đó. À, cây này nặng là 240 g, 240 g, dài 2m1, bu là bu Fuji chống sắn luôn. À. Cây này đọt là 2.5 ly nha mọi người, đọt 2.5 ly. À. Rất là khá là cứng, hàng chiên cho anh em đánh gì biển. Đây thông số tên mọi đây anh em. Thì cây này dài 2m, dài 2m7, lọc dài 2m1. Dài 2m1, tải mồi từ 14g đến 56g. Tải mồi từ 14g đến 56g. Tải dây từ 2.5 đến 3. À, tải dây bia nha anh em. Tải dây bia từ 2.5 đến 3. Phen là phen Fuji xít cánh bóp. Đó. Muốn lưỡng nha mọi người. À, bô là bô Fuji chống sắn. 2m1 nha anh em. Đó, trên này đến CG biển. Đây, cây này giá công khai cây này là 1.6 triệu nha mọi người. À, cây số 5 giá công khai là 1.6 triệu. Em lên cho mọi người cây số 6 nha mọi người. Cây số 6 lên cho mọi người là một cây hàng nội địa nha anh em. Một cây hàng nội địa. Cây của Lắc Quanh. À. Thì đây nè. Seven. Fuji G7 nha anh em, hàng nội địa. Đây nè, ngoại hình nó cực kỳ mới anh em. Cây này là một cây cắm gốc, hàng bạo lực. Đó. Bát là bát Fuji nha, bát Fuji. À, cực kỳ ok nha mọi người. Phen là phen Fuji xít chân cao. Đây nè. Chì này đánh xịn gì biển. Đó. Hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Bu là bu Fuji xít mau chạy luôn. Cố gắng soi cho anh em coi keo. Keo cực kỳ mới luôn. Thì cây này thông số là cây này dài 1m8 nha mọi người. Dài 1m8. Tải mồi từ 56g đến 112g. Đó. Tải mồi từ 56g đến 112g. Tải dây từ 20lb đến cộng trừ 4 là 20 lb đến 12 lb nha anh em, từ 12 đến 20 lb. Nhắc
tỉnh Master Gear tầm khoảng 5.5 kg nha anh em. 5.5 kg. Xin di biển cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Đẹp khỏi chê vào đâu hết. Nguyên bộ phen chân cao luôn nè, phen xít. Cực kỳ ngầu nha mọi người. Rồi, cây số 6 giá công khai là 1.8 triệu nha mọi người. Đó, hàng trên này nó xin di biển. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây hàng nội địa, hàng của Daiko. Đó. Xin bên nha anh em. Hàng Daiko. Hàng vẫn là một hàng cấm gốc. À, tem anh em. À, bát là bát Pussy Gold. Đó, mã nha anh em. Gold. Để góc xuống. Thì cây số 7 vẫn là một cây cần fan là fan Fuji chân cao. Fuji Seed chân cao. Anh em, Fuji 30. Chỉ thì khỏi bàn, chỉ còn rất là mới nha anh em. Hàng Daiko. Rồi cho anh em coi fan. Cực kỳ đẹp nha anh em. Không chê vào đâu được hết luôn á. Cực kỳ đẹp nha. Thì cái này là một cây Daiko, hàng nội địa Nhật. Anh em, foil Daiko này thì anh em đánh là khỏi chê rồi. Đó. Thì cái này dài là 1 m, dài 1 m 8. Tải dây từ dây từ 6 đến 8 lb thôi nha anh em. Đó, tải mát là 2.5 kg. Thì cái này tải mồi thì 8 đến 30 g. CG mát là được 50 kg nha, 50 g nha mọi người. Đó, CG mát được 50 g. Hàng Daiko. Đó. Hàng nội địa nha mọi người. Hàng cực kỳ ngầu luôn. Test độ cong cho anh em xem luôn nè. Rất là nảy luôn, thôi nó cực kỳ dày nha mọi người. Khỏi bàn. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Khỏi bàn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá công khai là 1.8 triệu nha mọi người. Tiếp theo game đang trong người là một cây số 8. Cây số 8 vẫn là một cây hàng nội địa Nhật nha anh em. Fan vẫn là fan Fuji Seed. Đó, fan là fan Fuji Seed chân cao. Thì cái này vẫn là một cây cắm gốc, bát là bát Fuji Gold. Đó. Thì cái này là một cái hàng của Daiko nha mọi người, hàng nội địa. Rất là ok nha mọi người. Đây nè. Fan là fan Fuji Seed chân cao. Rất là đẹp nha nè. Bô là bô xít luôn nha nè, bô xít một chè. Fan còn rất là ok nha nè. Chỉ cái này cũng còn rất là ok luôn. Đó. Khó so giúp anh nè. Đây nó có xích xác. Đây. Đó. Cây này vẫn có xích xác nha nè. Thì cây này dài là 1m98 nha mọi người. Dài 1m98, hàng sinh viên chị anh em lưu biển. Anh em có thể đến săn hàng, đánh lóc gừng. Đó. Thì hàng Daiko nha em, hàng Daiko, phôi này khỏi bàn. Đó. Thì cây này tải dây từ 12 đến 16 lb, tải mát nó được 5.5 kg. Thì hàng này lua từ 20 đến 60 gram nha mọi người. Cắt tin có thể đánh CG được 90 gram luôn. Đó. Hàng Daiko nha anh em. Đó, fan là fan xít. Fan xít chân cao. Đó. Kêu cái chú kia sụp cho lại đánh một cái. Fan xít chân cao. Thì cái này đọt là 2.5 nha mọi người. Đọt cái này là 2.5. Đó. Hàng chia anh em đánh nội địa, hàng nội địa chia anh em đánh CG cầu biển. Đó, sân hàng. Đó. Rồi, cây số 8 em lên cho mọi người với giá là 2 triệu anh em. Đó, hàng nội địa. Cực kỳ ngon nha mọi người. Đó. Hàng Japan. Thì cây số 8 giá công khai là 2 triệu anh em. Đó. Hàng này cứng. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây thương hiệu nội địa Nhật. Sở hữu dòng fan là fan Titan. Cây này là một cây ban. Đó. Hàng ban, hàng này hàng nội địa mọi người. Đó. Vẫn là một hàng cắm rốc nội địa Nhật. Japan. Bát là bát Fuji tem vàng. Bát nhìn còn rất là ok nha mọi người. Fan vẫn là chủ dòng fan chân cao xít, nhưng mà fan này là fan titan nha anh em. Fan titan. Xám xám.
rất là đẹp nha mọi người. Phen chỉ còn rất là ok nha. Xích cho nè, xích titan. Thì cái này nặng là 200g, đọt là 2.4 ly. À, nặng 200g, đọt 2.4 ly. Dài là 2m1, tải mồi từ 17g đến 58g. À, tải mồi từ 17g đến 58g. Tải dây từ tải dây được 12 lb nha anh em, tải dây được 12 lb. Rắc cây này là 2 kg, nhắc bổng 2 kg nha anh em. Đó. Thì hàng này chia anh em đến GC biển, anh em có thể lấy đi câu nháy thật, săn hàng, săn đốc cực, hàng cắm gốc 2m1 anh em. Cắm vô nhìn cực kỳ ngầu nha anh em. Đó, Phen Titan, hàng băng của thương hiệu nội địa Nhật. Đó. Rồi, cây số 9 giá công khai là 2.2 triệu nha mọi người. Đó, hàng cực kỳ mới luôn. Đó. Thì bao anh em kiểm tra hàng trước thanh toán luôn nha mọi người. Đó. Tiếp theo là cây số 10 em ba cho mọi người là một cây hàng thương hiệu của Mỹ. À, cây này một cây Farmbeat thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Vẫn là một hàng cắm gốc, hàng CG trên em lô biển. Đó. Fan là fan full CC chân cao. Nè. Hàng cực kỳ mới nè, gốc đây nè, cực kỳ bóng luôn. Bát cũng là bát Fuji tem vàng. Cái này nặng là 270g. Nặng 270g. Đọt là 2.6 ly nha mọi người, nặng 270g, đọt là 2.6 ly. Đây nè. Cái này dài là 1m98. Đây, tất cả chỉ keo rất là đẹp nha anh em. Farmbeat. Đây con đại vàng. Đó. Anh em câu qua loại này thì khỏi bàn. Phôi nó cực kỳ đánh cực kỳ chắc luôn. Đó. Phen là phen full CC chân cao, phen còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó, cây này độ mới ra tầm khoảng 95-93% nha. Rất là mới luôn. Rồi từ từ kỹ cho anh em xem. Đọt 2.6 ly. À, cây này tải mát từ 112g nha mọi người, tải mát được 112g, tải tới 40 set nè. Đó. Tải dây bia mát là 3 bia 3 nha mọi người. Đó. Hàng mát Spanish. Con đại bàng. Hàng nội địa. Hàng Mỹ. Đó. Thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha. Đó. Đây, cây số 10 giá công khai là 2.2 triệu nha mọi người. Đó, cây số 10 giá công khai là 2.2 triệu. Tiếp theo sẽ là hai cây em lên cho mình là hai cây cuối cùng, cây số 11 và cây số 12. Thì cây số 11 là một cây hàng chiến lên đến bạo lực, đến CG bạo lực. Bát, nhìn cái bát thôi là cũng biết bạo lực rồi. Bát là bát Fuji tem vàng, hàng xe ben nha mọi người. Góc là cực kỳ ngầu rồi. Để góc có đo trọng này nè, để anh em cắm vô bè, cắm vô thiền luôn, cắm vô mạng thiền. Thì cây này là một cây càng đeo water. Cây này một cây đeo hạng fan là fan gold. Fan là fan gold 40 xít nha anh em. Gold xít. Bu là bullshit tôi nha, bullshit mọi chơi hàng gold. Thì cây này một cây chiên nên bạo lực luôn, khỏi chơi, cực kỳ cứng luôn anh em. Cây này cực kỳ cứng luôn. Power lock. Thì cây này dài là 2m28, nặng là 420g. Cây này tải mát là 80 set, đổi ra là tải mát được 224g. Đó. Tải dây BE số 5, tải dây là 40 lb, cực kỳ cứng nha nè. Tải mát là 224g, cực kỳ cứng luôn. Hàng trên đánh bao lực. Đọt cái này là 3.2 ly. Đọt 3.2 ly nha mọi người. Chất liệu carbon, hàng săn hàng. Fangon chết luôn mấy. Rất là ok anh em. Tất cả chỉ đều rất là ok hết nha. Rồi, cây số 11 giá công khai là 2.5 triệu nha mọi người. Đó. Đây có xuất sắc đây tí anh em.
Đó, cây số 1 giá công khai là 2,5 triệu, chuyền cho nên đánh đáy, đánh bạo lực. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây cuối cùng mình đã cho mọi người là một cây cần Abu. Đó. Một cây Abu cắm gốc thì có hai dây Abu theo cần. Cần này ngoại hình nó gờ tầm khoảng 90-93% nha anh em, 93%. Thì cây này dài là 1m98, nặng là 180g, đọt là 2 ly 3, gốc là 13. Cây này lua từ 7 đến 28g. Đó, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai nó bán tại Nhật là tầm khoảng 26.000 yên, giá tầm khoảng gần 6 triệu từ Việt Nam. Hàng Abu. Thương hiệu Abu thì anh em khỏi bàn nè. Đó, cái này full hợp nha mọi người. Hàng cắm gốc Abu full hợp. Độ cứng cái này so với cần lua độ cứng tương đương với tầm M nha mọi người. Đó. À, bát tầm bát Pussy tem vàng, bát ron. Tem sức đầy đủ nha anh em. Tổng số rất là mới luôn, càng ngoài 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 hình mới tầm khoảng 93% anh em, 93-95%. Fan là fan Pussy Chit Jungle. Đó. Ồ, fan Pussy Chit anh em, không có con quên. Fan Pussy Chit. Càng cao nha anh em. Đó. Ngoài hình cực kỳ mới luôn á mọi người. Pussy Chit luôn. Pussy Chit mà chơi. Hàng này trên em đi lô biển đánh nhái, anh em có thể đánh lóc lóc gừng, đánh giá thật, cái sình mấy cái này tốt lắm, hàng cực kỳ mới luôn rồi. Đó. Rồi giá công khai cây cuối cùng, cây số 12, giá công khai là 2,6 triệu nha mọi người, 2,6 triệu. Cây số 12 giá công khai 2,6 triệu nha anh em. Hàng cắm gốc. À, hàng này đánh là bao cảm giác này. Rồi đó, tổng cộng 12 cần em đang cho hôm nay, nếu em ưng kênh thảo chốt đem số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.